cái số lượng đọc sách của người Việt Nam bây giờ mới chỉ là 0,8% thôi, và Ly hy vọng là sau này các bạn sẽ luyện tập thêm cái thói quen đọc sách của mình, bởi vì bây giờ có rất là nhiều những cái nguồn kiến thức khác nhau mà các bạn có thể dễ dàng tiếp cận, như là đến từ Internet hay là đến từ bạn bè xung quanh. Nhưng mà cũng có một sự thật là sách là cái nguồn tri thức được chọn lọc nhất, bổ ích nhất. Sách cũng tạo cho em khá nhiều hứng thú và khá nhiều động lực để có thể đọc hết cuốn sách này, và có thể tạo cho em được niềm đam mê với cả niềm hứng thú trong cuộc sống, khát vọng khát khao lớn hơn. Và khi mà em được nghe những câu chuyện trải nghiệm về cuộc đời và về những kinh nghiệm sống thì em cảm thấy rất là có ý chí nghị lực. Em cũng rất là muốn bắt đầu khởi nghiệp ngay từ bây giờ ấy, mặc dù khi mà em đang còn là năm nhất. Với những cuốn sách quý được trao tặng tận tay tới các bạn sinh viên, với những chia sẻ từ các vị khách mời, thì tôi tin tưởng rằng các bạn sinh viên trường đại học Y Dược đã được thắp lên một cái ý chí khởi nghiệp, và các bạn sẽ thêm vững tin trên con đường phía trước. Tất cả những cái chương trình từ thiện như mọi người cũng vẫn thấy là mình làm nó chỉ giải quyết được về một phần trước mắt nào đó thôi, còn những cái mà chương trình mang lại nó là kiến thức, nó là tư duy, nó là nhận thức, nó là thay đổi cái nếp sống, thay đổi cái tư duy của con người, cho nên nó là cái giá trị vô giá mà nó cũng là một cái con đường dài và sâu cho tất cả mọi người, và đặc biệt là những người nghèo. Đây là lần đầu tiên mà My có cơ hội đến Đại học Y Dược Thái Nguyên. Phải nói là trường Đại học Y Dược Thái Nguyên là một trong những trường mà tích cực đặt câu hỏi nhiều nhất cho các quý vị khách mời, và My cảm thấy rất vui vì điều đó. Và hy vọng là sau này My còn có thêm nhiều những cơ hội cùng đồng hành cùng cái hành trình từ trái tim, trao tặng đi những kiến thức, trao tặng đi những nguồn cảm hứng, và sẽ góp phần nhỏ bé công sức của mình vào với các bạn sinh viên trẻ Việt Nam.